là cái đầu tiên mọi người. Nghe ngọt bò bò không? Không, không nào không? Ui, nghe mọi người. Con chà bá luôn. Nè mọi người. Nè, cái này cũng nhiều lắm nha. Không nè. Chưa để tôi rửa. Thấy nước cục ngầu không? Hóa để rửa sạch với nhau rồi. À. Cùng mọi người cứng luôn rồi, còn bự luôn, chắc đập có hơn 10 con, còn bự luôn à. Tiếp tục các mọi người, à, chào quý ông bà cô chú anh chị đến với kênh Vườn Tây Vlog nha. Hôm nay đi kiếm bà Trần đi đặt cho mọi người rất lớn. Để cái mốc với bà Trần đi. Bà Trần kiểu cũng có rồi. Bà Trần chốt. Đừng có ốc mọi người. Ốc rồi, trên có ốc nhiều chứ. Có mưa chơi đó, con nhỏ đảo qua coi nữa. Để mình qua đây coi có ốc không. Có nè, đây ốc nhóc luôn nè. Trời ơi, ốc đi chà bá. Nhóc luôn ha. Ừ. Còn ngư. Ngư gì ngư. Rồi bà Trần nhiều rồi. Vậy mà nãy giờ đi bắt được chi. Có ốc rồi, ốc luôn. Người đó nữa kìa, rồi bà Trần kìa. Tí 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 tí. Nằm dưới thì cũng chưa ai cũng thấy được hay nha. Sao mà thoát khỏi tôi. Bị chen. Bắn kìa. Đúng không? Bắt bạc nặng nắm, bắt bạc nặng nắm. Xíu kìa. Có thấy đâu cái màu ấy, cái gì tiền với đất gì. Được chưa? Con này nhớt nó dính tay gì chứ. Mình mua có 10 cái nha mọi người. Cái một cái ở nhà nữa là 11 cái à. Mà bắt xíu mồi là đủ rồi. Quá bắt ngay giờ cũng được nhiêu nè mọi người. Ốc kêu bà Trần. Được nhiêu đây à, đủ đặt được 11 cái à, dư luôn. Bây giờ mình sẽ đi về để chuẩn bị đi đặt. Đi trên giờ hết anh.
Thì nãy giờ mình đi bắt và chằn cũng dốc được nhiều rồi mọi người. Giờ mình sẽ xỏ sâu. Xỏ ra làm mồi. Mồi này tính ra nếu mà mình đặt cũng được hai lần á. Bà chằn nó lâu quá. Cá nó nốt khùng rồi nó đâu có cắn được đâu. Hiện tại mình được có 11 cái sợi dây mới mua. Mua 10 tặng 1. Cái này mắc hơn sợi dây cây 5.000. Dây nhìn chắc chắn. Bà chẳng mình sẽ xóa sâu gì một cái sợi dây là một sâu bánh nè, nhìn hấp dẫn, xỏ vô cảm giác nó giòn bụp bụp vậy. Ở dưới mềm, trong giòn, ngoài dai. Xóa gì vô được, xóa ngược cái đấu vô được đâu. Đúng. Mình sẽ cho mồi vào sợi dây mọi người. Chuẩn bị đi đặt cá luôn. Ốc trứng không à. Mới mua luôn nha mọi người, hàng mới khui, đây là lần đầu luôn đó, thử nghiệm, mới mua hàng chưa, mình đặt kiếm ăn mà. Sợi dây giờ nó cải tiến, giờ không còn đặt sợi dây cây nữa. Cái này nó kêu bằng cái lờ hay là cái lọt ta? Lọt. Cái lờ là cái đặt tôm đúng không? Ừ. Đi đặt muôn nhà. Giờ mình sẽ đi đặt muôn nhà. Nước ngoài chảy vô đây mình đặt cái miệng rồi mình quay vô. Định cái định này nước cũng lên lớn chậm á, chạy vô chưa? Nước đứng rồi, đứng rồi, kiểu như nó ương ương á. Cái con mưa này đúng không? Thế chỗ nào được cái đặt. Sau bên kia đi. Chỗ nào mà có nước chảy vô. Cái mưa này mỏi cho đi vô. Đặt đi một cái. Vô ta, người ta chỉ vô coi, xây lại, làm dấu.
Giấu nha mọi người, tiếp tục mình đặt dài và đồng ương bên kia luôn nha, sẽ đi thẳng qua tới bình bẩn. Đầu mương có không nè, mình sẽ đặt một cái trên đây để hồ nước nó chảy vô, nước nó lại màu lớn. Ta đi kiếm không thấy, giờ không đi kiếm con bành bành không nè. Ác thì chứ. Đặt trong miệng cái luôn không? Chuyển bên kia còn hai cái, còn hai cái mình qua đây đặt luôn rồi. Nãy giờ đã cũng đặt được 9 cái, còn hai cái cái lỗ nữa, đường này biết rồi. Thì cái cuối cùng luôn rồi, đặt đây đợi nước lớn rồi, này đến sáng mai mình nó dở, nó gỡ ra, này giờ cũng chiều rồi. Cái vậy đó mà có đó. Hai chào quý ông bà cô chú anh chị đến cái kênh Vì Miền Tây Vlog nha. Hôm nay buổi sáng rồi, ngày qua mình đặt sợi dây rồi, hôm nay sáng nay nước rồng mình, giờ mình đi dở nha mọi người, mà cả nhà cùng đi theo mình nha. Đi thôi. Chiều qua mình có đặt 11 cái sợi dây. Ừ. Sáng nay thì mình sẽ đi thăm. Nó lòi lên rồi kìa. Đây. Dạ, nó nằm trên cô luôn rồi. Cạn quá. Nước lớn nó vô tới ngập luôn không? Ngập, nước lớn là nước ôm nhiều mà. Này đâu có rồi. Con này lúng rồi. Nước ngập cũng không thấy luôn ha. Vô đây. Gì? Thấy gì lúng lắng không? Nè, cái này ra nè. Không ngon đâu. Không ngon trộm cắp. Chả cái đầu tiên mọi người. Nghe gọt bộ không? Đâu, có con nào không?
Nhiều muối ơi. Con chà bá luôn. Nè mọi người. Hai con hả? Một con, hai con. Thêm hai món sợi nữa. Được á, im á. Đầu tiên là con bự là con rồi đó. Cái mà mở đầu vậy là thấy ngon rồi đó. Này đi trên bờ quá. Thôi dễ hoài nè. Nè. Thấy không? Một đống luôn nè. Quá trời luôn rồi. Ghê ghê ghê. Trên bờ cũng hiệu quả quá. Đặt cá trên bờ. Để qua tôi nói rồi. Trên bờ mới ngon. Trên bờ là mình chỉ có sợi chuột thôi. Sao? Nè, cái này cũng nhiều lắm nha. Ngon nè. Chưa để tôi rửa cái nãy trên bờ mình kia ấy được. Nước cạn quá, không có nước rửa. Trời ơi. Ngày qua có nước, cái nằm. Đè ở đó luôn rồi, sao lép rồi. Này có không? Đây. À, 2 5 con. Cái này cũng 5 con hết. Dẹp gì luôn rồi. Kệ đi, hồi đó cũng mấy rồi à. Rồi qua cái tiếp theo qua vườn nhãn nha mọi người. Đi, mình cùng đi qua vườn nhãn. Thấy nước đục ngầu không? Nó rồi đó. Nó rồi đó, quá trời. Để mình rửa sạch sạch nhé nha mọi người. Nó cùng mọi người. Cứng luôn rồi. Con bự luôn rồi. Này chắc tầm cũng có hơn 10 con. Con bự luôn à. Tiếp tục các mọi người. Chia sẻ là cái tiếp theo. Nó nhiều nhiều ghê, có động lực. Đặt. Giờ này. Trong đó mình đâu có đặt nó không nha. Cái này vẫn là trên cạn. Có nữa kìa. Ba con. Có ba con rồi với con ốc nói. Nói mình vô nữa. Này nó không ngon bằng trong đó. Chút nó lớn rồi, chút nó lớn mình đưa nó. Trong đó kiểu như hang, lỗ mội rồi nhiều. Nhiều mà đủ bữa cơm trưa và chiều luôn. Đây nữa nha mọi người. Ồ. Dở lên mà nghe gầu gầu là biết rồi đó. Nghĩ từ lưa dưa luôn. Được. Tiếp theo mình kế tiếp nha mọi người. Đâu rồi đó. Đây. Yeah. Cái này thấy nước nhiều là ngon. Hai món sậy nãy chưa vậy nha. Ba con kiếm không muốn xảy nó bỏ ốc luôn. Mỏ ốc mình đã có cái mỏ ốc rồi. Tiếp theo nha mọi người. Đúng. Nhiều quá, bự có nhỏ khó. 5-6 con. 2, 4, 6, 7, 8 con luôn. Mà 8 con không có bự. Đi cũng được rồi. Cái này là cái hầm, cái này là cái cuối cùng. Cái này là cái dần nhà nha mọi người. Sau này cũng ngon nữa.
mương này gai vô hoài à. Đó, gọi luôn, quá trời luôn. Không nhiều đâu. Con mạnh mạnh không? 5 con, với con cá gạt ấy. Đó. Giờ mình sẽ đi đổ ra nha mọi người. Cái này cái đầu tiên nè. Con bự bự không? Cái này là mình đặt chiều ngày hôm qua nha mọi người. Cái bà chặn đặt hoài không hết mồi ha. Tôi nói rồi, bà chặn mình đặt cũng 2 hoặc 3 lần. Bà chặn bự á, bà chặn bự mình đặt được 3 lần luôn á. Thấy sao? Nó già. Có con còng trong này. Nằm mồi luôn. Để trong này nó ăn mồi mình á. Đó. Còn một xíu nè. Bởi vậy ngoan, bởi vậy thì hết được mình. Nhiều phí rồi. Chỉ nhiều 75 rồi. Nhiều được 75 rồi. Có con chết hết thì tôi có nói. Nó mới một quận thôi đó. Tháng chưa ăn cho cái túi gội gấp quá. Mình mới được nhiêu đây nha mọi người. Rồi mình lựa ốc lựa cá ra. Mình sẽ đi bắt tiếp bà Trần để làm mồi đặt thêm lần 2 nha mọi người. Con bự bự luôn. Cho chị qua không thấy không có nè. Có ông nè. Ông mini. Cá chết nó vô quá. Mình sẽ tiếp tục làm mồi để đặt nữa mọi người. Mọi người biết món dừa là món gì ngon comment bên dưới nha mọi người. Nó giàu rồi, nó chơi sâu bự. Sâu nào teo. Không như tép nãy tôi dục đâu rồi. Xóa sâu. Ba cái ốc này trứng quá. Trứng đỏ lồm. Trứng ốc. Bỏ trứng ốc rồi nghe có màu mè. Nè xếp sở sâu đi xếp. Cái này làm nhà nó mỏng quá. Nè cái này vô rồi nè. Nắm chắc bằng cái này cứng nè. Nước lớn rồi, nước lớn rồi. Thật lẻ đấy. Tiếp tục nha mọi người. Mình sẽ đi đặt tiếp theo mọi người.
đặt miếng mà. Mà dặn thứ nhớ bây giờ nè, nó kiếm không có con gì vậy. Chẳng họ bắt luôn đi. Hả? Bắt luôn. Đây dưới này nhiều quá. Có lượng luôn nè. Mồi lỗ vậy đặt nước có cạn cá không có chết. Bự xíu. Nè, có dấu cũ nè đặt nè. Ngon không ta? Mừng mình kia ngon á. Gắt bánh nhiều cá kiếm cái đỉnh này. Coi hay có đường nước nữa coi. Cá thường đi theo đường nước mà. Nhiều rong quá. Coi có bài chằng không? Đi vô. Đi thẳng qua đó luôn. Cái này có nè. Có đựng đi đi. Có gì chưa? Nè đi con rồi nè. Đâu 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 đấy. À, cái bọc xốp của mấy cái ổi bỏ đó. Cho. Ben con chà bá luôn nè. A few moments later. Nãy mình đặt giờ nước cũng lớn mọi người, giờ mình đi thăm xà di mọi người. Dở rồi coi con cá. Đó không? Ừ, trong cái cây đó. Đục. Không có đâu. Có. Gồ gồ luôn hết rồi. Dụng ấm luôn rồi. Nó là xì dây vậy, nhiều nó nhiều rồi, thấy ngon lành ngon lành. Nè con sỏi vô đi chép. Quá trời luôn rồi. Nhiều đâu. Nhiều đâu. Nhiều đâu. Nhiều đâu. À. À, mình đi tiếp tục lại cây thứ hai rồi. Cậu cũng là mới đặt như nãy. Nào, cái này là nãy có cái này không? Con. Đó. Mấy con? Mấy con. Còn à, cái này nước mới vô mới vừa ngập à. Giờ dở luôn. Qua quận luôn đi. Dạ, cái còn nằm ngoài đi kìa. Ồ, à, cũng nhiều nè, nhiều chứ bộ. Vậy là còn cái tính vô mới được vô cái cậy thôi. À, biết đâu. Nói dục thịnh kia. Dạ nè, lục ngày à. Có gì nó không đây.
Nhờ chú hỏi chụp xịt mới biết được. Ồ, nó vô nổi xì gì luôn rồi. Bốn con, bảy nổi xì gì luôn. Đối diện bên kia. Xin gu vậy? Chính nha. Có rồi. Cũng có nha. Có hết à. Cặp luôn. Rồi mình tiếp tục ra đầu mại nha mọi người. Đi. Tính né đạp né gì đâu đạp như chân nhỏ rồi. Sao? Đó đó. Này gì á, gì á? Gì á? Này nhiều mọi người quá rồi. À, gì á? Nhiều mọi người ơi. Bảy tay luôn mọi người. Ốc ở trên cái bự bự luôn luôn. Con mập mập. Cái đó cái gì á? Cái thẹn ngoài rồi. Cái tiếp đó đặt hàng đó. Ê, từ từ, cộng nó tải có 50 kg à. Người thấy 100 mấy à. Đấy. Đấy. Nặng rồi vừa á. Tiểu à. Làm này làm thun khổng lồ. Không phải. Nó. Đâu ra bên nào. Ô gỗ luôn. Ờ. Gì? Ghê vậy? Không. Cũng ghê vậy. Ôi trời ơi. Cá bự. Có gì đâu. Bảy tay nữa mọi người ơi. Năm sáu con rồi. Ờ. Nè. Thôi đừng. Đâu rồi? Vậy. Không nghe gồ gồ gì. Ghê rồi. Bốn con nè. Bốn con. Chứ còn bún xệ nữa. Nè. Tiếp tục nha mọi người. Ngoài kinh cá nó bự bằng trong ha. Ngoài kinh cá nhỏ nhỏ không nè. Nó có bự như trong mương. Mương diễn cá lâu năm ở ăn ngoài thì đủ. Ủa này đã nè. Đừng manh động, đừng manh động. Đặt sợ người ta không thấy, đặt ra cây cầu. Còn rồi, nhím xíu nữa, mò đá luôn. Cũng có, đặt sau cùng mới đây cũng có nè.